Rồi, em xin kính chào tất cả quý vị khách hàng và anh em khắp ba miền Tổ quốc đã quay trở lại với Ngọc Máy Xúc nhá. Thế như đã hứa, nay thứ hai đầu tuần em cho triển khai hoàn thiện xong tất cả đầy đủ con hoa hậu này và em quay cho các bác xem luôn. Đây, xin trân trọng giới thiệu với các bác da xích 55UR-3 cần kỹ thuật, xích sắt guốc cao su có ben nguyên zin cập bến nhà em. Đây, con này thì em cho các bác xem cái tem, cái này tem con này. Con này được sản xuất vào tháng 3 năm 2015. Đây cái tem nó đây. Đấy, nó có hai tem. Da xích 55UR-3. Con này gần như là dùng lướt bên Nhật luôn. Này các bác nhìn, rất là mới. Nó chỉ hơi sức sức một chút ở cái phần đầu cần, phần gầu đấy, thì con gần như con nào cũng bị, cũng phải với lại cái phần đít đây. Phần đít này nó sẽ hơi bị một chút, nó bị móp vào khoảng 1-2 phân thì mình cái đấy mình không thể tránh được. Đây, em cho các bác xem nội tạng nha. Đây là nội tạng của em này. Đấy, mà thấy máy chất chưa? Gần như là nó dùng ở bên Nhật là họ dùng lướt luôn đấy. Rất là đẹp. Đây guốc đây, bóng mịn. Đấy. Thì ngoài động cơ ra thì em hôm nay cái này em tháo sẵn rồi. Em tháo mấy con ốc ra rồi. Đây. Các bác đã thấy cực phẩm chưa? Không chỉ mỗi động cơ đẹp, bơm cũng đẹp. Đấy, bơm này nó như lá lách luôn. Đây, bác thấy là nó đỉnh cao chưa? Đấy, hoa hậu đẹp nhất bãi 2015, chạy siêu lướt. Đây, ốc ở chỗ phần má em vừa tháo cho các bác xem cái bơm. Đây ghế nhá, không nứt, không rách một miếng nào luôn. Em bật cho các bác xem này. Con này chạy lướt. Con này sắp hết giờ, nhà sắp hết dầu điên xem này. Tí em bảo thợ đổ vào. Chạy 2484 giờ. Còn khoảng 30 phút nữa là lên 2485. Đấy, bây giờ em nổ máy lên cho các bác xem nhá. Con này thì đẹp thôi rồi. Hoa hậu sáng nhất bãi anh em này. Đây. Và các bác nghe tiếng động cơ. Ra đi xuống chưa? Con này cực đẹp luôn. Cả về phần ngoại hình nó vẫn lẫn vào nội tạng. Không có điểm, không gần như là không có điểm trừ nào. Cabin không có một chút móp nào luôn, nguyên zin. Em sẽ quay cho các bác xem cái phần gầm. Các bác thấy ok chưa? Phần gầm nhá. Em sẽ quay chi tiết cái phần xích. Đây. Gần như là mới lướt bên kia luôn. 2015 chạy hơn 2000 giờ. Nó dùng rất là ít giờ. Đấy, con này thì hôm nọ về thì trong cái video hôm nọ thì cũng có mặt em này rồi, nhưng mà nó chưa được sâu. Hôm nay em quay cho các bác sâu hơn. Đây này, em sẽ quay cho các bác xem tổng thể. Này các bác đi xem máy đấy, đi xem Hitachi. Đấy. Thôi em xin phép em tắt máy đi, không có tí hết dầu lại thợ nhà em lại phải đi cháy em chết. Đây em quay chi tiết hơn là cái phần cần. Con này cần kỹ thuật. Đấy, gầu của em nó đây. Con này về thì thôi, chắc nhà em, anh em nào thích thì em chỉ bảo dưỡng thôi, chứ còn rửa chắc chả phải rửa đâu. Nó đẹp như thế này mà. Gần như là mới luôn. Không bị nó không những cái phần quan trọng của cabin con máy thì nó không bị móp vào hay sao. Còn chắc cái không may là cái phần đít này. Cái phần đít che này chắc là bên kia họ dùng, không may nó va vào một cái gì đấy. Hoặc là cái gì đấy nó hút vào đít con này. Hút vào đít con này cho nên là cái phần
cái phần này nó bị móp một chút như thế, nó móp vào khoảng một phân, gần một phân. Đấy, nếu mà các bác nào quan tâm những cái dòng máy xúc Nhật bãi thì cứ alo liên hệ em theo số điện thoại 0988273763 hoặc là theo số điện thoại 0925234456, hoặc đặc biệt là cần những em này thì bãi anh em ở thôn Cù Dục 1, xã Phủ Đồng, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Các bác cần hoa hậu các bác alo ngay cho em các bác nhá. Đây, đẹp quá khủng khiếp luôn. Con này về em đăng kiểm, em chỉ lánh cọ mỗi số khung số máy, còn lại đâu thì chả phải làm gì, gương đèn coi đầy đủ anh em nhá. Rồi em xin chân thành cảm ơn các bác, hẹn các bác ở những cái video lần sau, và mong các bác tiếp tục chia sẻ và ủng hộ kênh của em. Bác nào có thiện chí giao lưu thì đến bãi em mua máy em. Ok, em chào tất cả các bác nhá.